Vì cái thác nước chảy rất là mạnh luôn. Rồi hiện tại mình đã xuống được phía dưới thác Đa Tanh La nha cả nhà. Thác Đa Tanh La nước chảy rất là mạnh luôn nha. Tụi mi bữa nay chơi trượt máng rất là khoái luôn, cười tít mắt luôn. Cái bài đi vô đó không? Chút đi lên rồi kéo lên từ từ. Đây. Nước chảy rất mạnh nha. Wow. Đó, Tân La. Nước chảy rất mạnh luôn cả nhà ơi. Rồi đi tìm con khủng long con coi. Đây, con khủng long con trong vỏ trứng. Đây nè. Ôi, chỗ này nước chảy rất là mạnh luôn các bạn ơi. Nè. Ê, con đứng lại gần nó té dữ quá nha. Rồi đây, đây, mi. Kìa, đứng lại gần hạt kìa. Ở đây nắng mà nó không có nóng nha, nó dịu dịu. Trà My bữa nay đi đây vui không? Trượt máng vui không? Trời ơi, trượt trượt máng xuống Đa Tanh La mà đi với trước cừ nó biết sao, nghe ram trời rum trời hết. À ha. Trời ơi, mới lấy trớn con trượt cái dù luôn mới đã. Đi lên rồi nó kéo nhẹ nhẹ lên, đâu có trượt đâu. Bây giờ đang đi lên đi cả nhà. Đi lên thì cáp nó sẽ kéo mình lên, chạy một tốc độ không có chạy nhanh được và có khoảng cách. Phía trước là hai mẹ con Trà My. Cái xe này thì ngồi hai người thì vừa, nếu mà có thêm Trà My nữa thì ngồi nó sẽ không an toàn, cho nên là ba sẽ ngồi riêng một xe, hai mẹ con Trà My ngồi một xe. Đi lên thì nó sẽ có khoảng cách và tốc độ không thay đổi, nó chỉ một tốc độ thôi, tại vì cáp nó kéo mình lên. Trượt xuống thì cảm giác thú vị hơn nha, tại vì mình trượt xuống thì mình có thể chạy tốc độ cao được, còn trượt lên này thì chỉ kéo mình lên một tốc độ thôi. Bầu trời bữa nay rất là trong xanh, rất đẹp luôn cả nhà ơi. Và cái này tự nó chạy nha. Rồi đẩy tới á, đẩy tới. Đẩy tới mới chạy. Tại vì làm mất trớn rồi nó khựng lại. Mất trớn rồi chạy chậm quá.
mình khoái chí cười tít mắt luôn. Cho lấy trớn đi. Đúng cho mấy nè, đúng. Từ ghê không? Quay cái mặt nó coi. Phải không? Đúng. Chẳng có trớn gì hết à. Đẩy cái cần nó cho nó chạy. Nó chạy quá trời mạnh luôn nha. Chuẩn bị qua đây để kéo lên một đoạn nữa nha. Đúng rồi, hổng đi bên đó đó. Không, cây rất là bự luôn. Hai lòng các kiểu tài sản cá nhân khi đi xe trượt bao gồm mũ, nón, điện thoại và túi sách. Chúng ta không chỉ rất là cần bất cứ đồ đó, ta trực xuống, ta hải dốc chạy thấy mơi không? Rồi sắp tới rồi nha cả nhà. Hên kìa, mình tự động đưa tay lên. Rồi tới bến rồi nha cả nhà ơi.